te nghe về người cháu. Tôi xin báo cáo khắp chốn gần xa rằng tổ chúng ta 15 kiệt tác, tinh thần ca hát học tập suốt ngày, lao động hăng say quản chi gian khó. Bạn nào cũng có lòng nhiệt thành rồi, bởi hội bồi hồi cùng khi khám phá. Do nhỏ thật thà phương nhung đó bạn, cũng hay tản mãn về chuyện chúng mình, hằng hải nhiệt tình học hành chăm chỉ. Chàng trai tỉ mỉ thống nhất khôi hài, cùng với đôi tay vẽ về trên giấy, các bạn sẽ thấy thành viên sau cùng. Hay nói lung tung, hay hờn hay giỏi, tính hay học hỏi là bạn dịu hiền. Cả ba thành viên chung nhà khiếm thính, mỗi người mỗi tính, xóa hết cái tôi. Chỉ thế này thôi, cảm ơn khán giả. Nhà vẽ nghe ve nghe về nghề giáo. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa ban giám khảo, thực hiện bình đẳng giới trong mái ấm gia đình là vợ chồng có quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm ngang nhau trong những hoạt động của mái ấm gia đình. Người phụ nữ có quyền đi làm và độc lập riêng về tài chính kinh tế. Những việc làm đó dựa trên cơ sở san sẻ, giúp sức lẫn nhau, tạo sự đồng thuận, sự chăm sóc của cả vợ và chồng, giúp cho mái ấm gia đình được bền vững và hạnh phúc. Nhằm chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, chúng tôi xin gửi đến ban giám khảo tiểu phẩm Một Ngày Làm Vợ do các thành viên trong tổ khiếm thính biểu diễn với sự tham gia của các thầy cô. 1. Cô Trần Thị Diệu Hiền vai vợ. 2. Thầy Trương Thống Nhất vai chồng. 3. Cô Trần Thị Phương Nhung vai thần đèn. Nhà cửa cơm nước, nghéo gà là họ phải lo. Tôi về mà không phải chết với tôi. Anh! Đi! Anh!
bây giờ ta đã được tự do rồi. Ta là thằng đèn, ngươi sẽ cứu ta. Bây giờ ta cần ba điều ước. Ngươi muốn gì? Trời ơi, tôi khổ quá trời. Chồng với chả con đi từ sáng tới giờ không thấy. Vợ thì bụng mang già nữa, chồng con đâu không thấy. Trời ơi. Chồng ơi, giờ tôi thèm chua quá, chồng ở đâu chồng ơi? Chồng ơi, em thèm chua quá, giờ chồng ở đâu rồi? Trời ơi, lầu ngoài cửa tôi vô là tôi nghe la nói ông chồng mày. Chuyện gì? Tôi thèm chua. Tôi nói cho bà nghe nè. Đàn ông á, thì phải lớn tiếng trầm trọng. Nhà thì phải có nấc. Từ sáng giờ, cơm nước gì chưa? Chưa. Tôi có ý kiến. Chủ gì? Sao? Một tay tôi á, là một tay là gà vịt heo cún, bụng thì mang già nữa mà ông cứ nặng nhẹ cứ hoài. Ai kêu mà xấu chi, giờ mình chém chết tôi đó. Tôi biết tôi xấu rồi, biết phải làm sao bây giờ? Đi xin anh đi, nói cho bà nghe. Bây giờ á, ở nhà lo là gà của cô, gà heo, từ cơm nước nuôi con nước con. Tôi là đi làm việc kiếm tiền, xong rồi tôi còn phải đi nhậu với 500 anh em đang đợi tôi ngoài quán á. Nhậu nữa? Tôi đi à. Tôi về chưa xong rồi mà chết với tôi á. Để tôi 500 anh em thôi hả? Trời ơi, 500 anh em. Tiểu phẩm của chúng tôi đến đây là kết thúc. Qua tiểu phẩm, chúng tôi muốn gửi đến thông điệp thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ và văn minh. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.